cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube chính thức của công ty cổ phần Unidux. Thì đối với những ai chưa biết, công ty cổ phần Unidux là công ty chuyên sản xuất robot, hỗ trợ con người, robot phục vụ và các phần mềm quản lý. Trên màn hình các bạn có thể thấy các dòng sản phẩm hiện có tại Unidux. Thì để biết thêm thông tin chi tiết, các bạn có thể tham khảo qua đường link mình để bên dưới phần mô tả. Thì hôm nay mình làm một video clip tiếp tục chia sẻ hướng dẫn đến các bạn các lệnh cơ bản trong phần mềm KDA, cụ thể là Module Bus Design. Đây cái Module Bus Design đây các bạn. Thì tại những video clip trước mình đã hướng dẫn các bạn nhóm lệnh Sketch Bay Future này rồi. Mình đã hướng dẫn hết các câu lệnh này, thì hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn đến nhóm lệnh tiếp theo, đó là Rest Up Future. Thì đây là các nhóm lệnh bổ trợ cho cái bus sau khi mình đã thực hiện xong. Đây mình sẽ vẽ bằng lệnh bus. Mình sẽ vẽ một cái hình đơn giản nha các bạn. Mình sẽ vẽ một hình vuông đi. Hình vuông. Vẽ nhỏ thôi, 50. Đây thì sau khi có sketch mình sẽ kích hoạt bus body này lên và mình bắt lên nha các bạn. Bắt lên 80 đi. Rồi thì đây là nhóm bổ trợ để tạo khối đơn giản. Thì tiếp theo đây sẽ là nhóm lệnh bổ trợ phụ trợ thêm. Thì khi mà có bus thì tự động nó sẽ sáng lên nha các bạn. Đây thì lệnh đầu tiên đó là lệnh bo tròn. Thì khi mà trong cơ khí các chi tiết mà nó vuông góc như vậy thì nó sẽ gây ra rất nhiều trở ngại như là nguy hiểm cho người dùng. Thì khi thiết kế chúng ta cần phải bo tròn các cạnh này. Thì ở đây đó có lệnh là Angle Fillet. Thì ở đây là có cái R nè. Đầu tiên mình sẽ chọn cái cạnh mà cần bo. Đó, R là 5. Thì ngoài cái chọn bán kính cung R là 5 thì các bạn có thể chọn option đây. Có là cái độ dài cái quãng độ dài của cái cung tròn nha các bạn. Đây là 5. Mà thường thường á, thì chúng ta sẽ dùng cái lệnh này nhiều hơn. Đó là cung R. Đây là 5. Ok. Đó, chúng ta sẽ bo tròn như thế này. Đó, khi mà các bạn bo tròn và nó sẽ hiểu như thế này. Nó sẽ hiểu cái đường này nó sẽ tiếp tiến bo tròn xuống tới đây luôn nha các bạn. Đó, 5. Đó, tiếp theo là lệnh chamber, lệnh vá nha các bạn. Thì đây nó tương tự thôi, nó tương tự như lệnh bo tròn thôi. Để mình xóa hai lệnh này đi. Đây bấm lệnh này, chúng ta sẽ chọn lệnh cần vá. Đó, nó sẽ có cái option là length và angle. Length ở đây là độ dài mình cho là 5, góc là 45. Các bạn có thể thấy nè, 5 khi mà nó vát xéo này nè thì cái cạnh mép bên đây nè nó sẽ tới mặt phẳng này là 5. Thì tương tự cái cạnh mép bên đây tới với cái mặt phẳng bên đây cũng là 5. Và cái góc góc tạo bởi vát này với cái này là 45 độ nha các bạn. Thì ngoài cái đó ra nó còn có lệnh là độ dài với độ dài. Thì có hai độ dài khác nhau thì các bạn có thể chọn, như là mình muốn chọn một bên là 10, một bên là 5. Các bạn review đó, nó sẽ vác như thế này. Từ đây các bạn, từ đây vô đây là 10, từ đây vô đây là 5. Đó là lệnh chamber. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn các lệnh craft angle, tạo cái độ nghiêng cho chi tiết. Thì đây nè, như là chi tiết này đây, thì cái loại này chắc dùng nhiều đối với các bạn nào chi tiết mà cần rút khuôn á, thì cái bề mặt nó nghiêng, khi mà các bạn dở khuôn thì nó mới dở được. Đây là mặt tiếp tuyến, các bạn thấy nè, cái mặt này nó vuông góc với mặt đáy đúng không? Bây giờ mình sẽ tạo nó nghiêng một góc. Kích hoạt lên chúng ta cũng mình này. Đây thì đây là cái option là face to wrap, là cái mặt cần nghiêng, thì mình chọn bên mặt bên đây. Chọn vuông hết luôn các bạn. Thôi hai mặt thôi. Ok. Hai mặt thôi. Rồi đây là cái lệnh section dùng để chọn cái này chứ. Cái này dùng để chọn cái mặt làm góc nha các bạn. Đây
Khi mà các bạn chọn màn lọc gốc thì cái mặt này sẽ bật ra như thế này. Các bạn có thể thấy, đây mình sẽ bấm review. Đó, các bạn thấy nè, sẽ bật ra nha các bạn. Để chọn một mặt sẽ dễ nhìn hơn ha. Đây, chọn một mặt thôi. Trên đây mình chọn này. Đấy. Review, đây 5 độ nó sẽ tạo như thế này. Đó. Nó sẽ tạo một cái mặt nghiêng, có mặt được nghiêng này 5 độ so với cái mặt đứng này nha. Ok, đó, sẽ như vậy. Nếu mà ngược lại thì sao? Đây, chúng ta chọn cái mặt này, nhưng mà chọn cái mặt chủ là ở dưới đi. Đó, thì nó sẽ giữ nguyên cái thằng cái vị trí góc này, và nó sẽ hướng lên. Đây, các bạn có thể bấm review trước để các bạn nhìn mặt kính ở đây, bạn review đó, nó sẽ giữ nguyên cái kích thước này nè, nó sẽ bẹt ra một góc là 5 độ ở phía bên này. Mũi tên này thì đây các bạn có thể bấm, nó sẽ đối ngược lại thôi đó, sẽ cắn vô thằng thịt này 5 độ đấy. Thì tùy vô trường hợp mà các bạn có thể mà vận dụng nhìn cái hướng rút khuôn như thế nào để mà tạo cái lệnh, cái là chọn cái lệnh này để mà tạo cái độ nghiêng của cái mặt đó. Đó là lệnh tạo độ nghiêng. Tiếp theo là lệnh cell này, có nghĩa là nó tạo vỏ các bạn. Khi mà cầm đi, ví dụ là cái khối nó đang đặt, đang là một cái khối đặt, thì bây giờ mình muốn tạo một cái hộp trống mặt này và mấy cạnh kia đều là 2 ly, thì mình sẽ chọn lệnh này. Đầu tiên mình sẽ chọn cái mặt này trước. Đó, tiếp theo mình ở đây mình bấm chọn 2 ly thì nó sẽ hiểu cái mặt này sẽ bỏ đi và các mặt còn lại nó sẽ tạo độ dày thickness là 2 ly. Mình ok. Đấy. Thì chúng ta sẽ được một cái chi tiết hình hộp như thế này. Tất cả các cạnh các mặt độ dày nó đều là 2 ly nha. 2 ly. Đó là lệnh cell, lệnh tạo vỏ. Có thể là lệnh như là lệnh tạo vỏ. Tiếp theo là lệnh thickness. Thickness thì lệnh tăng dày. Thì khi mà các bạn ví dụ trong trường hợp mà bạn tạo cái hộp 2 ly gì đi, nhưng mà cái đáy bạn cần tăng dày thêm để tạo tăng cái độ cứng, thì chúng ta sẽ cần cái lệnh này. Thì khi hồi nãy là đều các mặt đều là 2 ly hết rồi, chúng ta sẽ chọn lệnh này, chọn cái mặt này để mà nó sẽ tự tăng dày lên nha các bạn. Đây là chúng ta sẽ cho nó là thêm 3 ly đi, thì tự động nó sẽ đáy nó sẽ tăng dày lên. Đây, vậy đó là 5 ly. Thì hồi nãy là thickness là 2 ly, tăng dày thêm 3 ly nữa thì bây giờ đáy là 5 ly. Đó là thickness. Trong trường hợp có một số lệnh rất là hay luôn, khi mà bạn cần bỏ mặt phẳng nào đó, các bạn có thể chọn lên này. Bạn bấm cái này đúng không, bạn muốn bỏ văng ra luôn này nè, thì mình sẽ chọn từ cái số mà độ dày đó đi, hút đi, trừ 3 đi, thì nó 2 ly, giờ mình trừ 3 nó sẽ bokeh ra vậy luôn, như thế này, gần giống như là bokeh. Thì trường hợp thôi, các bạn có thể dùng cái này một lệnh nhanh, hoặc là các bạn có thể vẽ sketch ra có biên dạng như thế nào đó, bạn bokeh ra đó. Đây là lệnh thickness. Theo mình sẽ chia sẻ với các bạn lệnh thread tab. Thì đây là lệnh tạo ren nha các bạn. Đây, sẽ xóa cái hình này đi. Đầu tiên mình sẽ vẽ cái hình trụ đi. Đây mình cho trụ nhỏ thôi các bạn, trụ 10 thôi. Đây mình vẽ lớn quá rồi. Này mình cho là 5 ly đi. Có 10 vậy nè. Phi 10 và phi 5. Đây, thì mình sẽ bắt lên. Ok. Bắt lên tầm thấp 50 thôi. Rồi. Tiếp theo là lệnh thread tab. Đây, các bạn thấy lệnh thread tab thì đây là lệnh tạo ren trong và ren ngoài. Thì thực hiện lệnh này các bạn cần một số lưu ý sau, đó chính là thì đầu tiên khi mà các bạn thực hiện lệnh này nó sẽ không hiển thị cái ren trên
cái giao diện này nha các bạn, nó sẽ không hiển thị cái ren sáng như ở ngoài đời, nó sẽ chỉ thị hiển thị cái mục lệnh là các bạn ren trong cái cây lệnh này thôi. Để thấy cái đó trên màn là sức mạnh dễ, nó sẽ dẫn sẽ hiểu, nó sẽ có ký hiệu cho các bạn, các bạn yên tâm mừng đó. Các bạn khi mà tạo ren thì các bạn ngầm hiểu chỗ đó có ren thì nó sẽ hiện cái lệnh thread này trên cây lệnh, vì nó không có hiển thị trên cái giao diện bot này nha các bạn. Thì tiếp theo đó chính là một cái lưu ý nhỏ nhỏ, đó chính là ví dụ khi mà bạn tạo ren ngoài thì nó Katia chỉ cho phép bạn tạo ren ngoài màu tương thích với cái kích thước mà bạn đã cho. Như là ví dụ hồi nãy mình vẽ đó là cái trục này là phi 10 thì nó chỉ cho phép là các bạn tạo ren màu 10 thôi. Đây thì tại cái mục đầu tiên này các bạn sẽ chọn cái mặt để mà tạo ren, thì đó là mặt trụ ngoài, đây là mặt giới hạn. Đây các bạn có thể thấy thì nó tính từ lên đây là 10, đây các bạn có thể thấy nè, thread depth độ sâu của ren là 10 ly. Mình sẽ chọn chuẩn nha các bạn, đây M thì nó chỉ cho phép các bạn tạo là ren 10 thôi. Thì tất nhiên không thể nào chọn đối với cái phi là phi trụ 10 mà các bạn có thể tạo phi ren M lớn hơn được, chỉ M10. Thì khi mà các bạn đo ở ngoài á, khi các bạn đo cái con bu lông ốc M10 ở ngoài thì các bạn sẽ thấy khi mà các bạn đo phần ren nó sẽ không đúng là phi 10, nó sẽ bằng chính cái máy á, thì cái phần mềm nó cũng sẽ tự hiểu y chang khi mà các bạn gia công thôi. Thì đây là cái trụ 10 thì tất nhiên ren nó phải sẽ thấp hơn, nhỏ hơn cái phi 10 đó, nên là nó sẽ hiểu như thế đó, theo chiều hướng đó. Còn đối với nhỏ hơn thì nó sẽ không chịu. Thì đây mình chọn phi 8 này nó sẽ có lỗi, nên là chỉ cho phép chọn phi 10. Đó các bạn thấy đó, nó chỉ hiểu ngầm hiểu là đây có ren, bạn đứng ở đây nó sẽ ren từ đây tới đây, chứ nó không hiển thị trên cái bot này. Tiếp theo là tạo hồi ren trong, ren trong như này nha. Đây. Thì hồi nãy mình tạo ở phi trong là phi 5 thì các bạn chỉ có thể tạo ren màu với kích thước là lớn hơn cái phi 5 đó. Thì ở đây phi 5 thì mình chọn là M6 đi. Thì mình chọn cái mặt cần tạo ren đây, mặt giới hạn đây. Đó, nó sẽ hiểu. M hãy là phi 5 đúng không? Thì mình chọn phi support giá trị kích thước hỗ trợ. Ok. Đó, nó sẽ tạo đó, nó cũng không có hiển thị cái ren nha các bạn. Thì giờ phi 5 thì mình chỉ có thể là tạo ren cái M nó phải lớn hơn phi 5, chứ không thể nào mà các bạn tạo một cái lỗ phi 5 mà các bạn làm cái taro ren ren M4 được. Thì phần mềm nó cũng sẽ hiểu theo hướng vậy vậy, theo hướng gia công đó các bạn, dù là ren trong hay ra ngoài thì cũng phần mềm nó cũng sẽ hiểu theo hướng gia công. Thì đó là lệnh thread. Cuối cùng là lệnh này, thì cái lệnh này rất là ít dùng nên mình sẽ không nói tới. Lệnh remove face, lệnh này rất ít khi dùng, gần như là không dùng luôn, nên là mình sẽ không nói về cái lệnh này. Thì nãy giờ điểm sơ qua mình đã hướng dẫn cho các bạn thêm 1, 2, 3, 4, 5, 6 xác lệnh mới, thì các lệnh này nó sẽ bổ trợ cho các bạn khi mà các bạn tạo. Mong cái video clip này sẽ có ích đối với những bạn nào đang tự mò tìm học Katia. Thì mình đã chia sẻ thêm một số lệnh. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, share, subscribe cho kênh YouTube chính thức của công ty cổ phần Unidux. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo.